Thưa quý vị, chiều qua ngày 21 tháng 3, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và diễn tập khu vực phòng thủ của quận. Trong năm 2021, với sự phối hợp chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quận Ngũ Hành Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo về chất lượng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ trong các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên phối hợp tham gia tuần tra đêm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại buổi làm việc, hai ban thường vụ đã trao đổi thống nhất nhiều nội dung liên quan nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và diễn tập khu vực phòng thủ quận Ngũ Hành Sơn năm 2022.